Hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng mọi người đến với video của mình. Trong cái chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói chuyện về những cái chai nước hoa mà khi mà các anh em xịt thì cái mùi hương chủ đạo của nó hiện lên ngay lập tức. Và từ kể từ khi lúc bắt đầu xịt cho đến lúc dry down của nó không có nhiều biến chuyển, nữa, không có nhiều thay đổi. Nghĩa là nói nôm na nó là một mùi luôn. Và ngày hôm nay mình sẽ làm một cái top 10 chai nước hoa mà có một cái tông mùi không biến đổi. Kể từ lúc bắt đầu xịt cho đến lúc dry down nó gần như là không thay đổi, vẫn là một nốt mùi cố định. Ok, cái đầu tiên đó là mùi hoa quả. Nếu như anh em mà đang cần tìm một kiếm một cái mùi hương mà giống như cái cảm giác khi mà chúng ta vào những siêu thị hoa quả, cái mùi hương hoa quả chín mọng ngửi đôi khi chúng ta cũng cảm thấy rất là dễ chịu, rất là thư thái, thì các anh em có thể sản phẩm của nhà nước hoa Bidedo, nó có thể là Palm, một cái mùi hương rất là đơn giản, cực kỳ là đơn giản. Khi mà các anh em xịt thì lập tức chúng ta đã cảm giác đây là một cái mùi hoa quả chín mọng, và kể từ lúc xịt cho đến lúc dry down của nó thì nó vẫn là một cái mùi hương như thế. Đôi khi thì thực tế mà nói thì mùi hương này đôi khi mình cảm thấy là nó cũng hơi là gọi là hơi đơn giản, hơi đơn điệu. Thế nhưng mà đôi khi thì mình cũng cảm thấy nó khá là thư thái, tùy theo cái tinh thần của mình lúc một người. Thì cho lại một câu là nếu như ai bạn nào mà đang cần tìm một cái mùi hương hoa quả mà cái lúc hoa quả đã để chín quá 1-2 ngày tỏa ra cái mùi hương rất là thơm dễ chịu thì Bidedo Palm là một trong những sự lựa chọn của tất cả các anh em. Ở vị trí 9 đó là hai chai hoa mà mình cảm thấy có cái nét tương đồng khá là lớn, đó là Guerlain Scented Rose và MFK Eau de Sauternes. Trầm và hoa hồng, đó là hai cái nốt mùi nguyên liệu mà nó thể hiện rất là rõ rệt khi bắt đầu từ lúc xịt cho đến lúc dry down của nó. Mặc dù sau đó thì nó có thêm những cái nốt nguyên liệu để mix cùng, thế nhưng hai nốt nguyên liệu trầm và hoa hồng nó luôn luôn là chủ đạo mùi hương của hai chai nước hoa này. Do đó nếu như anh em nào mà thích chọn một cái mùi hương kết hợp giữa oud và rose đó, thì hoặc là Guerlain Scented Rose hoặc là Eau de Sauternes, một trong hai chai nước hoa này là đủ cho các anh em. Ở vị trí số 8 đó là một sản phẩm của nhà Thierry Mugler, nó có tên là Poor Mart, rượu whisky kết hợp cùng với than bùn và một số những nguyên nhiên liệu phương Đông. Thế nhưng mà về cơ bản chúng ta sẽ luôn cảm thấy chai nước hoa này đó là một cái nốt mùi hương rượu khá là cay đồng và mang cái âm hưởng của phương Đông. Nếu như anh em nào đang cần tìm một cái chai nước hoa mà có cái nốt rượu rất là ngon, rất là mượt mà, thì Thierry Mugler Poor Mart là một trong những sự gợi ý mình muốn giới thiệu đến cho các anh em. Ở vị trí số 7, nếu như các anh em đang cần một cái mùi hương sạch sẽ, fresh và cực kỳ là soapy, mùi xà phòng, thì mình nghĩ là Tom Ford Neri Portofino Forte là một trong những cái sự best choice dành cho các anh em. Cái cảm giác từ lúc bắt đầu cho đến lúc cuối cùng của chai nước hoa này đó là cái mùi hương rất là sạch sẽ. Khi mà xịt thì nó luôn luôn mang lại cho cái cảm giác là chúng ta vừa ở trong phòng tắm bước ra, đúng không? Mùi hương cơ thể rất là sạch sẽ, không có một cái gì nó là bụi trần, bụi đời bám vào cả đó. Nếu như anh em nào đang cần một cái mùi hương mà soapy, very clean, thì Tom Ford Neri Portofino Forte là cái sự giới thiệu của mình đối với các anh em. Ở trong cái tiết trời lạnh lẽo thì đôi khi chúng ta lại thích ngửi một cái mùi hương nướng kết hợp cùng với một cái vị ngọt tẩm cùng với cái vị nướng đấy, có thể là hạt dẻ, có thể là khoai, hoặc là có thể vân vân. Thì Replica by the Fireplace là một trong những chai nước hoa mình muốn giới thiệu cho các anh em. Cũng giống như cái video trước mình đã nói, đây là cái chai nước hoa mà nó làm mình nhớ đến khi mới lên Sapa. Ở đó nó có những cái cửa hàng nho nhỏ thôi, họ bán hạt dẻ nướng tẩm cùng với bơ, và mùi hương chai nước hoa này cũng tương tự như thế. Và mình nghĩ là đôi khi mà trong cái tiết trời lạnh lẽo thì đôi khi chúng ta chỉ cần một cái mùi hương như thế này nó cũng đủ làm ấm, xua tan cái lạnh lẽo của trời mùa đông đó. Vị số 5 đó là mùi hương của gỗ và nhang, và chai nước hoa mình muốn giới thiệu đến cho các anh em đó là Jardin & Voltaire This Is Him. Như chai nước hoa này chúng ta cũng có thể cảm thấy đó là khá là dày, mùi hương dày dặn và đen tối. Và chủ đạo của mùi hương này đó là gỗ đàn hương và nhang. Kể từ lúc bắt đầu xịt cho đến lúc dry down của nó, đấy là cái nốt mùi đấy là chủ đạo. Và nếu như các anh em thích một cái mùi hương mà đôi khi nó bí ẩn đó, manly và bí ẩn, thì Jardin & Voltaire This Is Him là cái giới thiệu của mình đối với các anh em. Ở vị trí số 4 đó là Frederic Moore Cantal Flower, hoa huệ. Mặc dù là chai nước hoa unisex thế nhưng mình vẫn thích các chị em dùng chai nước hoa này hơn là nam dùng, bởi vì
nó có một cái nét gì đó ma mị, rất là cuốn hút, sexy và ma mị ở chai nước hoa này. Do đó mình nghĩ là các chị em khi mà xịt chai nước hoa này thì nó sẽ phát huy được hết tác dụng của mùi hương. Tất nhiên là nam thì tùy các anh em, tùy ý mọi người sử dụng hay không. Thế nhưng về cơ bản là mình vẫn thích mùi hương này là nữ dùng hơn. Một mùi hương hoa huệ rất rất là tuyệt vời. Nếu như các chị em xịt đó ở vị trí số 4, Canon Flower Rhetoric More. Vị trí số 3 đó là Amort Lyric. Rất nhiều các anh em đã biết mùi hương chai nước hoa này rồi, cho nên là mình không cần thiết phải nói nhiều. Một cái mùi hương hoa hồng rất là dễ chịu, rất là quyến rũ. Đó, thì các anh em nào nếu như mà chưa biết mùi hương chai nước hoa này thì cũng nên thử. Và đặc biệt là nếu như mà còn thích cả mùi hoa hồng nữa thì đây là một trong những cái giới thiệu của mình đến với các anh em. Ở vị trí số 2 đó là Syrup Nepiso. Mùi hoa oải hương là cái chủ đạo của chai nước hoa này. Mặc dù có thêm những cái nốt nguyên liệu khác, thế nhưng từ đầu cho tới cuối thì mình chỉ cảm thấy mùi hoa oải hương là rõ rệt nhất. Và chai nước hoa được đánh giá cùng với Creed Silver Mountain, nhưng ở phiên bản này thì mọi người thường đánh giá nó là nó dày hơn và nó lưu hương được tốt hơn. Do đó nếu như các anh em nào mà thích mùi hương giống với Creed Silver Mountain và cần cái độ lưu hương tốt hơn và mạnh hơn thì Syrup Nepiso này là một trong những sự lựa chọn mình muốn giới thiệu. Thì vừa xong mình vừa giới thiệu đến các anh em top 10 chai nước hoa mà có cái mùi hương một mùi đó, từ đầu cho đến dry down của nó không có nhiều biến đổi. Mình rất là hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share nếu anh cảm thấy video có giá trị. Đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.